Từ ngày 7 đến 8 tháng 4 năm 2022 tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 19 khóa 12. Trong đó, nội dung tập trung vào việc thảo luận cho ý kiến về các báo cáo, tài liệu chuyên đề đánh giá kết quả triển khai Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, nhiều ý kiến đóng góp đều tập trung cho chuyên đề đánh giá kết quả giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018-2022, kết luận về việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên, đề án phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2018-2022. Đa số các ý kiến đóng góp đều tập trung vào việc làm mềm hóa các hoạt động này, tránh khô cứng. Đại biểu tỉnh Khánh Hòa còn đề xuất giáo dục về lịch sử cách mạng địa phương cho thanh thiếu nhi bằng hình thức rap, phối hợp với đài truyền hình tỉnh tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử thông qua các loại hình đang thu hút giới trẻ. Những ý kiến đóng góp vào kết quả triển khai phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc với thanh niên các lực lượng vũ trang, phong trào này gắn liền với nhiệm vụ chính trị đặc thù, công tác phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, đoàn thể chính trị, nhân dân địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được triển khai rộng khắp với nhiều mô hình hay, cách làm tốt đã được phát huy tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, nhất là những tỉnh có đường biên giới chung trên biển, trên bộ. Các góp ý về kết quả phong trào tuổi trẻ sáng tạo giai đoạn 2018-2022, trong đó có một số ý kiến cho rằng cần phải rút kinh nghiệm về tổ chức các cuộc thi về nội dung này từ trung ương tới địa phương. Một số cuộc thi, giải thưởng đã được trung đoàn mạnh dạn mở cửa bằng cách cho chính tác giả, nhóm tác giả được phép tự đề cử để có thể phát hiện những nhân tố mới, nhân tố điển hình, đã cho thấy sự quyết liệt trong việc tổ chức thực hiện cũng như tinh thần dám chịu trách nhiệm của Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành khóa 11. Song vẫn còn một số địa phương, công tác này mới chỉ dừng lại ở đầu mục công việc hoặc cá nhân, đơn vị, tổ chức nào tiếp cận, biết thông tin về các cuộc thi hay giải thưởng thì giới thiệu, chứ không chú trọng đến công tác phát hiện, vận động những nhân tố điển hình này tham gia. Trong ngày làm việc hôm nay, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn sẽ góp ý vào 11 nội dung chuyên đề quan trọng, đánh giá một cách thẳng thắn, khách quan để làm cơ sở cho việc xây dựng chương trình công tác của Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12 sắp tới, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm 2022.